Hôm qua chắc là chạy cái chuyến 11 tấn nên là cũng hơi rén rồi, giờ đi rất là chậm anh ạ. Sâu lắm đấy. Hôm nay ông tài xế mới anh em nhá. Thế hôm nay là chuyến thứ hai thôi. Chuyến đầu được hơn 11 tấn mà chuyến thứ hai thì chắc là được hơn 9-10 tấn gì đấy thôi. Chưa đầy thùng nhá. Vừa đi vừa học lái anh em ạ. Cái xác xe chỉ hơn 5 tấn thôi anh em nhá. Với lại cả hàng nữa thì cái chuyến này chắc là được hơn tầm 9-10 tấn thì có được 14-15 tấn gì đấy thôi, 56 tấn gì đấy. Máy lốp xích luôn. Như đường này không đi nổi. Đang học lái nha. Nên là đi rất là từ từ luôn. Một con xe gần 200 triệu thôi nha con này. Mua lại. Xe sau máy anh em ạ. Đến hàng thứ hai. Rất là rén nha.
rất là nhiều anh em ạ. Cái khu này. Đường đi rất là khó nha. Chưa chạy quen nên là mỗi khi xay như thế này cũng hơi rén này anh em ạ. Chuyến thứ hai của ông nhá. Đường đi rất là khó nữa. Lái những con xe này thì không cần bằng nữa anh em nhá. Bởi vì ít khi đi ra ngoài đường quốc lộ, nếu mà đi ra ngoài đường quốc lộ thì vẫn cần phải có bằng lái đây, nhưng mà trong làng thôi, toàn đi đường đất thôi. Nên là anh em học hỏi lẫn nhau thôi. Từ học lái nha. Ông căn bánh kiểu gì mà cứ ép sát ta ly dương ấy. Tôi rất sợ đi xuống bên dưới mà. Sâu lắm đấy. Có nhiều cái bống rất là sâu như này nhá, ở bên trong rồi nhưng mà mình không kịp quay. Rồi hết những đoạn đường khó rồi anh em ạ.
nhớ xịt rồi anh em ạ. Đã bày xịt rồi. Phải bỏ cây xuống lót đường luôn này anh em ạ. Chứ hơi nghiêng một xíu nên mà đạp thì cũng qua được rồi. Tôi nhìn xíu vào ông rén rồi. Rồi đến nhà máy rồi anh em nha. Nhà máy ngay dưới này rồi.